Hạnh được là quay phim cho chị Hạnh từ Phúc Yên, Vĩnh Hôm Phúc. nay rất là vui là được lái xe của VinFast đầu tiên ở Vĩnh Phúc. Bạn tên là gì nhỉ? Em tên là Duy ạ. À, bạn Duy với bạn dưới là em bạn là Tú ạ. Tú à? Là hai bạn Tú là nhân viên của VinFast rất là nhiệt tình hướng dẫn lái xe của VinFast. Cảm nhận của mình khi lái VinFast tức là tay lái của VinFast rất là chắc, và bản thân mình là nữ thì mình lái xe này mình cảm thấy rất là ok với cái địa hình lái trong thành phố. Và mình đang lái ở quảng trường Vĩnh Yên. Những ai mà bạn của mình ở Vĩnh Phúc thì lên ngay quảng trường Vĩnh Yên đăng ký lái xe VinFast nhé. Nội thất rất là ok, tính năng đầy đủ, giá hợp lý, và bây giờ đang được các bạn ấy hỗ trợ ưu đãi trả góp. Xe đi rất là trường xe. Đặc biệt với chị lại còn được lái thử hai vòng. Ưu tiên được đặc biệt em đấy. Ưu tiên hai lần. Bản thân mình cảm nhận là khi mình đã đang chạy xe Mazda 2 rồi, khi mà mình chạy xe này thì mình thấy là tay lái của xe này nó đầm xe hơn. Và khi mà mình tăng tốc, đây mình bắt đầu tăng tốc nhá. Đây, em xin phép quay quãng đường này. Nghe như xe đua vậy. Chị lái cứng nhờ. Thích thế. Động cơ 1.4 cao nhất phân khúc ạ. À đúng rồi. Về dòng xe này hiện tại ở Việt Nam thì đang là ưu tiên số 1 dành cho chị em phụ nữ. Mà bây giờ chị em phụ nữ chúng ta là nên độc lập, không được để mấy ông chồng tranh xe. Ta phải tự mua một cái để ta dùng. Và cái xe này thì nó cảm giác các bạn khi mà đi xe, quan trọng là cái tay lái của mình cảm thấy tự tin thì đi trên đường mình sẽ thấy an toàn. Và cái xe VinFast mình đang đi này nó đang tạo cho mình cái cảm giác như vậy. Ôi. Đấy. Chị ơi, nhưng mà sau bài thì như vậy chị, người ta sẽ hỏi là chị có phải là người của VinFast không đấy. À không, mình không phải là người của VinFast mà mình đang chuẩn bị yêu xe VinFast. Dạ vâng. Người Việt ủng hộ hàng Việt Nam ạ. Và cái này rất là tốn ít nhiên liệu các bạn nhé. 100 km nếu mà tính đường trường là hơn 5 lít đúng không? Đúng rồi ạ, vâng đúng rồi ạ. Đấy. Đấy là cũng là một cách tiết kiệm rất là tốt. Và chúng ta muốn giàu thì nên dùng hàng Việt Nam để tiết kiệm dần đi ạ. Để chuẩn bị mua con to hơn. Vâng. Đầu tiên chúng em về thành phố Vĩnh Yên thì thực sự là rất là đẹp đấy anh nhỉ. Quá tuyệt vời ạ. Hà Nội chúng em ở bao lâu rồi mà cũng không có không gian nào được nhiều không gian được rộng rãi như này đâu. Vâng vâng. Cam con này cũng ấy thế nhỉ. Cam con này cũng cam rất nét, nét này. Cam lùi ạ, đây cam camera lùi ạ, các anh chị có thể trải nghiệm ạ. Bây giờ thôi em xin phép kết thúc video tại đây ạ. Chị vâng, tên là gì ạ? Chị tên là Hạnh. Dạ vâng, cảm ơn chị Hạnh đã chia sẻ những cái về cảm nhận về xe của bên em. Vâng, okay, chào chị Hạnh, chào cả nhà. Vâng vâng ạ. Ok.